gió mênh mông. Lời nào cho tôi nói hết, tình yêu như ngọn nến cháy trong lòng, chút ánh sáng lẻ loi cho tôi một niềm tin mênh mang. Từng ngày dài lang thang, yêu ai băng khoăng chiều qua, yêu ai trong tranh như con phà này. Con có lỗi, con yêu Ly, con chỉ cưới Ly thôi bác à. Giờ cả mẹ con nói như vậy làm sao hai đứa cưới được nhau đây hả? Con quyết định rồi, má con có phản đối á con vẫn cưới Ly. Ly, từ giấy xét nghiệm bé anh Ngọc là con của ai? Bé anh Ngọc không phải là con của con, cũng không phải là con của Phương, chỉ là con của Thu thôi mẹ. Sẽ mãi mãi là con của Thu mẹ. Ừ, vậy mới đúng. Nếu con nghĩ như vậy mẹ mới an tâm. Bà đâu có nghe, bây giờ nó bỏ bà đi thiệt rồi đó, bà thấy hậu quả chưa hả? Phải chi bà cho tụi nó lấy nhau hả? Bây giờ có đứa hầu rồi, có cháu bồng rồi, đâu có khổ bây giờ tôi thủi một mình còn gì nữa. Thôi bà đừng có khóc nữa, tôi điện thằng Minh dẫn con nhỏ nó về chăm sóc cho bà, có được chưa? Bà nói đúng đó, để tôi kêu nó về xác thuốc cho bà uống. Bà đâu có chịu uống thuốc tây đâu. Nè, mấy bà có thương nó thì kêu nó về nhà mấy bà ở. Tôi cấm mấy bà kêu nó về nhà này à. Nè, nhịn ăn mấy bữa mà còn sung quá ha. Coi bà chịu đựng chừng nào. Mập như bà nhịn 10 ngày cũng đâu xuống ký lô rồi đâu. Nè, tôi đang buồn muốn chết với bà chồng quê tôi nữa hả? Mấy bà là bạn kiểu gì vậy chứ? Thôi đi bà ơi, hả? Sướng không muốn muốn khổ. Tôi thấy con nhỏ bị đâu bà chê. Nó có lòng tốt á, nó hiến chứng cho bạn đó đó. Bà có làm được như nó không? Đúng đó, giúp một người bằng xây chính kiến chùa, bà phải hãnh diện lên chứ. Bà không nhớ gì cái tính ương ngạnh của bà mà ba thằng Minh bỏ bà đi hay sao? Bà chưa tỉnh ra hay sao chứ? Trời ơi, không, trời ơi, bụng sao vậy? Đi ơi, đi hả? Đi, đi. Lúc nào mà chảy mà tỉnh ra thì có biết mà. Minh ơi là Minh, con hiện nay ăn ở đâu? Con cũng giống ba con bỏ bà mẹ tội nghiệp này hay sao vậy Minh? Thôi, có hai người kìa. Bây giờ thử tìm cách nào đó để mẹ Minh đồng ý đi. Không được đâu. Bây giờ mà về nhà anh Minh nữa, mẹ anh Minh lại đuổi cổ ra ngoài đường thì nhục lắm á. Thôi đừng có buồn, cha mẹ nào mà không có thương con, đúng không? Nếu như mẹ Minh không đồng ý cho cưới á thì hai người cưới đại là xong. Bức quá về nhà Huy ở chung cho nó vui ha. Thì nói thiệt không, về nhà chung. Ok được á, được á, hay á, hay á. Về đi, phòng của Hiền đang còn trống đó. Thôi, không thích ở chung đâu, tôi thấy không có vui tí nào á. Trời gì vậy? Đừng có nói là bây giờ còn ghen nha. Chứ còn gì nữa, hỏi nha. Ly ăn mặc như vậy ở chung mà đi ra đi vô rồi lỡ ông Huy á
ổng nhìn ngứa mắt lắm. Thôi kỳ cục. Thôi được rồi. Vậy Quy với bé anh Ngọc về nhà của Phương ở, để nhà đó cho hai người ở, được chưa? Đồng ý không con? Ủa trong này là nhiều biết không? Còn nè. Trời ơi, cái tên đấy không nhớ gì hết vậy? Sao giống con chọn nó vậy? Trời ơi, đang đói bụng mà gặp cái này hả đã không mấy? Hiền! An! Ủa? Hiền! Nè, mấy bữa nay bà đi đâu vậy? Để cho tụi tôi nhớ bà muốn chết luôn vậy đó. Cười hả? Cười hở 10 cái răng nè. Nhớ nha, mai mốt mà còn đi như vậy nữa hả? Tôi giận bà luôn. Nè, qua sửa đi. Trời ơi, mới nhắc là thấy liền thấy không? Anh Ngọc thương mày lắc đi nè. Bà lại kể xấu tôi nữa phải không? Kể xấu gì chứ? Em mà không về chị giận em luôn. Thế anh Ngọc nhớ em chưa? Nó nhớ, còn bà thì rủa như vậy. Ừ, rủa hằng ngày á. Nhưng mà hả, chị nhớ em lắm. Bà đó, ráng phải sống cho hạnh phúc mày chưa? Nếu không thì tôi sẽ không tha cho bà đâu á. Chị biết rồi, cảm ơn em. Em về là anh vui lắm rồi đó. Còn tôi có được 3 ngày cũng vui lắm á. Anh á, Hiền, tất cả những cái món này là bà nấu á đúng không? Nè, thay mặt gia đình hai bên nội ngoại vợ chồng thì cảm ơn bà. Thôi mọi người đi lên đi, hôm nay đưa tôi phục vụ cho. Ôi, làm người ai làm thế, mỗi người phục một tay đi nha. Ai phụ phụ với tôi luôn hay Toan à? Không anh, phụ mọi người đi. Nhỏ này, coi nè. Ê ơi, nè Mimi ngoan nha, đến đi con. Gọi bác sĩ chưa? Dạ gọi rồi, bác sĩ cũng sắp tới rồi. Sao sốt cao quá vậy nè? Ôi Mimi của bà thương Mimi lắm nha. Bà ơi, hay là mình cho nó đi bệnh viện đi bà. Mấy ngày nay nó nóng sốt quá à. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Thôi kêu ông Quạt chuẩn bị xe đi. Dạ. Vậy mình có báo cho cậu Hoa biết không bà? Không cần. Không cần đâu. Đi, đem em vô chuẩn bị cho em đi. Đi. Hiền đang ở trong đó. Ủa? À. Hiền. Đây là Minh, bạn của Ly. Chào anh. Chào anh. Khoa, sao rồi? Đã lây chuyển được mẹ của mình chưa? Tôi bỏ nhà đó đi luôn rồi. Nếu như mẹ tôi không trả con cho Hiền á thì tôi sẽ không về đâu. Anh cho tôi bắt tay anh cái nữa. Anh giống tôi quá. Má tôi mà không gả tôi cho Ly á, tôi cũng không về nhà đâu. Ê, nhà tôi không phải chạy tị nạn, ai muốn tới thì tới, muốn ở thì ở. Ờ ha, công nhận cái nhà này sao á, ai mà dính vô toàn gặp chuyện rắc rối không à. Đúng rồi đó, cái nhà này có vấn đề nè. Ông Huy, ai mua được với bán đi. À, nhà người ta mới mua mà. Nè Hiền, tôi thấy bà nói là có lý á nha. Sao kỳ á, ai vô trong cái nhà này cũng có chuyện hết trơn á. Ê, nói nghe nè. Hay là tụi mình coi bói đi. Bởi vì á, mẹ của Ly biết một bà thầy bói hay cực kỳ luôn. Bói cái gì là trúng cái đó đó. Chắc không? Chắc mà, bói cho tôi rồi. Bà nói cái gì? Bà nói hả? Là cuối năm nay hai tụi tôi làm đám cưới á. Ủa mà má anh chưa chịu gả em à? Rồi anh dựng thuyết phục đâu. Bà thầy bói giỏi lắm. Vô thôi. Thôi ăn đi.
Dạ. Cô là mẹ cháu bé? Dạ dạ không, đây mới là bà. Dạ. Bà là? Dạ tôi là bà nội của cháu. Dạ cháu tôi bị bệnh gì vậy bác sĩ? Bé bị sốt xuất huyết. Trời đất ơi, sao mà tội nghiệp cháu tôi vậy nè. Anh bé không cha hay mẹ hay sao? Dạ, dạ có tôi. Dạ có tôi chăm sóc là được rồi. Tùy bà. Nhưng lúc này cháu bé cần có cha và mẹ chăm sóc là tốt hơn. Bà ơi, hay là để tôi kêu cậu Kha về nha bà. Chứ lỡ bé My có chuyện gì thì sao? Không có được nói gỡ vậy. Trái cây nè. Cảm ơn nha. Hiền, ăn đi. Hiền, em cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Số tiền mà em nợ mọi người em sẽ cố gắng trả trong thời gian sớm nhất. Thôi, có gì đâu mà trả, chuyện đó để sau đi. Đúng rồi đó, Hiền cứ lo tập trung cho con bé đi. Còn số tiền đó đừng bận tâm tới. Không được, em nhất định phải trả. Mọi người tốt với em như vậy, làm sao em dám nhận. Số tiền đã mất, tôi sẽ thay mặt Hiền trả cho mọi người. Em đừng có phản đối. Dù sao thì một phần lỗi cũng do anh nữa. Anh muốn làm chuyện này để chuộc lỗi với em. Vậy nha. Hiền ơi, đừng có phản đối Khoa. Để Khoa đã trả đi nha. Khoa, Hiền thiếu nợ tôi tới 100 triệu luôn đó. Sao lại nói tới 100 triệu giờ này? Từ từ thì cô cũng trả mà. Phải có tiền mình mới làm đám cưới được cho em. Anh nói, mà có làm được không vậy? Nè, em nên học lại đi. Bài học đầu tiên là phải tin tưởng anh, biết chưa? Ủa? Vậy là cá thiệt hả? Ừ. Trời đất ơi, giữa tôi tưởng nó mất luôn rồi chứ. Trời ơi, anh nói vô duyên quá. Xin lỗi Khoa nha. Tính Minh Lùng nhà mình dư tính vậy đó. Cảm ơn Khoa trước nha. Alo, dạ em nghe đây. Chị nói cái gì? Mimi sao? Dạ dạ, em tới liền. Mimi làm sao? Mimi nhập viện rồi. Cái chuyện người làm gì gọi cho anh nè. Trời ơi, bà phải làm sao với con bây giờ hả con? Bây giờ con đau như vậy mà ba con. Khoa ơi. Con ở đâu rồi Khoa hả? Con có sao không con? Ai cho mấy người tới đây? Hả? Mẹ, bé Mimi mà như vậy á, mẹ còn giấu con được đó hả? Dạ bác, con nói chuyện với bác được không? Cô là... Dạ, con gặp bác lúc mà Hiền sinh bé Mimi trong bệnh viện đó bác. Lúc đó bạn của con nằm chung phòng với Hiền đó. Tôi không nhớ.
Mới đó mà giống như đã trôi qua lâu lắm rồi đúng không bác? Có nhiều chuyện xảy ra quá. Lúc đó bạn con sinh xong rồi mất trên bàn sinh luôn. Tại sao cô lại quen với con Hiền vậy? Lúc mới gặp Hiền, con cũng có ác cảm giống như bác vậy đó. Nhưng mà bạn con Thu á thì tin Hiền. Hai người sinh cùng lúc đó bác. Hiền cũng là người ở bên cạnh Thu lúc Thu mất. Lúc đó ở trong bệnh viện, Hiền còn cho cả con của Thu bú sữa mẹ nữa đó bác. Có thiệt vậy sao? Có. Sao tôi nghe nói là nó không thèm cho cả con của nó bú nữa mà. Không có đâu bác. Lúc bác không có ở trong phòng, con thấy Hiền vẫn cho bé Mimi bú mà. Sau này Hiền còn giúp con nuôi anh Ngọc, con của Thu nữa đó. Cái chuyện này thì tôi có nghe cái cậu gì cha của đứa nhỏ kể. Hiền bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi. Bác tha thứ cho Hiền nha bác. Lúc đó Hiền làm như vậy là do hoàn cảnh thôi. Hiền nợ tiền của bọn xã hội đen, bọn chúng ham dọa nếu không trả tiền thì sẽ bắt cóc con của Hiền đó. Cho nên vì an toàn của đứa bé, Hiền mới đưa con cho bác, lấy tiền của bác để trả cho bọn chúng. Có thật vậy sao? Dạ. Hiền đáng được tha thứ mà bác. Bé Mimi cũng cần có một người mẹ nữa. Tôi biết cô là người ngay thẳng. Nhưng trong chuyện này, tôi cần phải có thời gian để suy nghĩ. Con cảm ơn bác. Thật ra con chỉ hy vọng là một ngày nào đó bác sẽ tha thứ cho Hiền thôi. Nhưng mà cô à, tại sao con lại đối xử tốt với con Hiền vậy? Dạ, tụi con coi nhau như là chị em mà. Hiền cũng giúp đỡ con chăm sóc cho anh Ngọc, là con của Thu đó bác. Vậy sao? Chân xin bà, nhưng bà vẫn bắt tôi phải rời xa con bé. Tôi phải làm gì thì bà mới chịu buông tha cho tôi đây? Gieo gió thì gặt bão. Nếu mà cô biết trước chuyện này thì đừng làm những điều gì độc ác đối với con của mình. Ai gieo gió, ai gặt bão, ai đã đẩy tôi đến bước được cùng này hả? Tội lỗi của tôi, tôi đã trả giá tới giờ phút này vẫn chưa đủ hay sao? Vậy thì còn bà, chứ con trai bà có phải trả giá hay không? Tôi sẽ bắt hai người phải trả giá. Cái con này dám ăn nói với tôi như vậy đó hả? Hiền, em thôi đi. Anh im đi. Anh dám nói vậy nữa hả? Anh có tư cách gì để nói? Anh đã điều tôi yêu con anh, nhưng mà anh có thể khoanh tay đứng nhìn tôi với con anh bị hành hạ như vậy hả? Nghe anh nói nè, anh rất yêu em và rất yêu con. Cái gì? Con dám nói con yêu nó trước mặt mẹ mình hả? Hả? Mẹ đừng có như vậy nữa. Tại sao lúc nào mẹ cũng ngăn cản tình yêu của tụi con? Lúc tụi con 20 tuổi, tụi con đến với nhau, mẹ ngăn cản. Rồi bây giờ, kể cả khi tụi con đã có con với nhau, mẹ chẳng muốn ngăn cản.
Tại sao lại vậy hả mẹ? Sau này con sẽ không bao giờ sống theo ý mẹ nữa đâu. Con sẽ sống cuộc sống mà con chọn. Mẹ nghe rõ chưa? Con dám nói là con sẽ từ bỏ mẹ hả? Bà đã nghe rồi chứ. Lòng bà có đau đớn không? Mất một đứa con, bà có thấy cay đắng không? Nhưng nếu nhìn thấy con của mình mà không thể đến gần nó, đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần, bà có hiểu không? Nếu bà vẫn bắt tôi rời xa con tôi, thì tôi sẽ bắt bà rời xa chính đứa con của mình. Từ bây giờ trở đi, sẽ không có ai có thể bắt tôi phải rời xa con của tôi hết. Mẹ, mẹ bị sao vậy mẹ? Con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Con trai của mẹ bất hiếu á. Mẹ tha lỗi cho tụi con nha. Nha mẹ. Trời, từ trước tới giờ nhà má đâu có để nhà cửa bề bộn như vậy đâu trời. Đóng cửa đi. Đi vô em. Bị cướp thì sao? Gì vậy? Mẹ ngủ. Làm người ta hết hồn. Anh, phụ em dọn nhà đi nha. Cháo tim này em nấu thấy ngon và thơm quá. Chút xíu nữa là mình ăn được rồi. Chín rồi đó. Cho anh miếng thử đi. Dạ, chờ em tí xíu nha. Wow,
Đâu quá. Thằng Quánh về. Ngon không? Trời ơi, em y chang là má anh vậy đó. Anh nói là em nấu ăn ngon giống như má anh vậy đó. Ngon quá. Quý đó, Minh. Ồ, má. Con để cho má chết rồi con mới chịu về nhà này đúng không? Dạ đâu có đâu má. Tụi con xin lỗi má. À má ơi, à, cháu tìm ly nấu cho má nè. Má tha lỗi với tụi con nha má. Bác ơi, con biết lỗi rồi. Bác tha lỗi cho con nha. Hai đứa đi theo tôi ra đi. Đi. Ly dọn dẹp đó. Đến. Con định bỏ cái nhà này đi con đi luôn đúng không? Dạ đâu có đâu má. Má tha lỗi cho tụi con nha. Nếu má không đồng ý cho con cưới Ly nha má. Bây giờ hai người á, hai người phải trả lời cho thành thật. Không được gian dối chuyện gì. Tôi mà biết hai người giấu giếm chuyện gì nghe, đừng có trách nghe chưa? Dạ, tụi con hứa. Hai đứa đó ăn ở nhau từ khi nào hả? Dạ má ơi, thật ra trong chuyện này Ly không có lỗi. Trong khoảng thời gian mà con tu nghiệp nước ngoài á, con sợ mất Ly cho nên con mới con thề với má luôn, trong chuyện này Ly không có lỗi gì hết trơn. Bác không cần phải thề. Còn cô, đứa nhỏ con tính làm sao hả? Dạ má ơi, con thương anh Ngọc lắm. Đúng rồi má, thì trong cái vụ xét nghiệm cũng không chứng minh được ai là má của bé anh Ngọc hết. Vậy thì cũng tốt. Tôi muốn mọi chuyện rõ ràng dứt khoát trước khi cô bước chân vào nhà này. Làm hết rồi mà. Vậy là má chấp nhận hai tụi con cưới nhau không má? Ai chấp nhận hồi nào? Mà cho má mới nói là... Tôi nói hồi nào? Má nói là trước khi vô nhà mình. Có nghĩa là cô á phải trải qua một kỳ thi sát hạch để coi cô có đủ tiêu chuẩn làm dâu nhà này hay không, hiểu chưa? Má đừng làm khổ Ly đó mà. Sao? Dạ. Cô thấy thì sao? Dạ sao cũng được má. Cái việc thứ nhất á là cô phải biết nhảy mắt này cha sao. Cô làm được không? Hay là cô chê bà già mắt nai này rồi? Dạ con làm được ạ. Được. Như vậy là mỗi ngày cô phải vô công viên để nhảy mắt nai cha với tôi. Trời ơi má ơi, má đừng làm khổ Ly mà má. Khổ thì bỏ cuộc. Dạ con làm được má, con hứa. Làm được. Còn điều thứ hai á là cô phải chứng tỏ cái tài năng nội trợ của cô. Có nghĩa là mỗi ngày cô phải lại đây, cô nấu ăn dưới sự giám sát của tôi. Trời, trời. Má định biến Ly thành ô sin căn nhà này hả? Ly còn phải làm nữa mà má. Tôi không cần biết. Cô sắp xếp thời gian như thế nào? Nếu như không qua kỳ thi sát hạch nấu ăn này thì hai người đừng tính tới chuyện đám cưới. Sao? Dạ thưa bác, con đồng ý ạ. Tốt. Còn điều thứ ba đó, hai điều người ta muốn chết rồi. Điều thứ ba muốn cho con trai má ế vợ luôn hả? Hai điều thôi. Hai điều thôi. Em đổi giày rồi hả? Ờ, mang đôi này em thấy thoải mái hơn. Sao? Em với lại Ly đã đi coi bói chưa? Rồi anh. À, thầy nói á là cái số của hai người đó chắc chắn sẽ lấy nhau. Chỉ có điều gặp nhiều trong gai á là do hai người đốt cháy giai đoạn nôn nóng quá.
Anh thấy để lâu thì nó nguội đó. Với lại hai người đó có còn trẻ gì nữa đâu mà sợ đốt cháy giai đoạn. Nhưng mà ông thầy bói nói á, hai người đã phải tuổi này nè thì mới có thể ở với nhau răng long đầu bạc được. Còn em, có coi bói cho mình không? Bói toán á, là để cho vui mà. Nhân duyên phải do mình định đoạt chứ, tại sao phải tin vào bói đúng không? Chị cũng nhớ em.
Mọi người ai cũng nhớ em hết. Em ở đây có một mình, em có thấy buồn không? Dạ không. Bây giờ em cảm thấy rất thanh thản và hạnh phúc. Em có còn giận chị không? Sao em lại giận chị chứ? Khi em không còn sống trên đời này nữa, chị đã luôn ở bên anh Huy và anh Ngọc giúp em. Tất cả những gì em ước mơ đã thành sự thật. Có chị, em thấy mình không chết. Em thấy giống như mình đang còn sống ở trên đời. Cho dù em không thể làm được bất cứ điều gì cho những người mà em yêu quý nhất được nữa, mọi thứ em muốn chị đã làm cho em rồi. Nhưng chị đã cướp mất anh Huy của em. Nếu có một người luôn ở bên anh Huy và anh Ngọc giúp em, thì em chỉ mong người đó là chị thôi. Cảm ơn em nhiều lắm. Em đi đây. Chị, anh Huy và anh Ngọc phải lại nha. Phải sống thật hạnh phúc nha chị. Em thương chị lắm. Em có muốn tụi mình giống vậy không? Giống vậy là sao? Thì tụi mình cưới nhau á.
Anh coi tôi là cái gì chứ? Lên đi, nhanh lên. Đi. Tụi mình cưới nhau đi em. Em đồng ý anh nha. Đồng ý đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Coi cái mặt anh kìa, làm gì mà vui dữ vậy? Muốn được giống Khoa lắm đúng không? Giải trí phim Ấn Độ kịch tính nghẹt thở trong trái tim của quỷ. Tình yêu, em chính là định mệnh của anh. Chỉ là Aruhia, anh muốn lấy em làm vợ và cho em hạnh phúc suốt đời. Công cụ của tội ác. Kế hoạch của anh đưa Aruhi vào vị trí của em thật là hoàn hảo. Đón xem Cô Dâu Thế Tội lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 trên Vi Giải Trí.